Chào anh em đã quay lại với kênh tin tức của tôi, tin tức ngày 7 tháng 2. Đông Nhi lộ dấu hiệu mang thai lần 2. Đông Nhi bị nghi đang mang thai khi để lộ phần bụng bất thường trong loạt ảnh chụp cùng ái nữ. Và mới đây Đông Nhi chia sẻ loạt ảnh chụp ảnh cùng con gái Winnie trong ảnh bà xã ông Cao Thắng và ái nữ diện đồ đồng hiệu. Nếu Đông Nhi nhận nhiều lời khen, nhan sắc trẻ trung, nhấp tì, Winnie lại đón tim dân mạng bằng vẻ ngoài dễ thương và biểu cảm cưng xỉu. Song khiến dân mạng chú ý hơn cả là vòng 2 có vẻ bất thường của giọng ca 8X. Ở một số tầm nhìn thì phần bụng Đông Nhi nhô hơn so với bình thường và thậm chí nhiều người hoài nghi nữ ca sĩ đang mang thai lần 2. Số khác lại cho rằng Đông Nhi bị trang phục và góc chụp phản chủ. Trong clip hậu trường, nữ ca sĩ chia sẻ lên mạng xã hội vòng 2 của cô vẫn là khá thon. Đi vợ ông Cao Thắng có thập kỷ hẹn hò trước khi kết hôn vào cuối năm 2019. Tháng 10 2020, nữ ca sĩ hạ sinh tiểu công chúa đầu lòng và đặt tên thân mật đó là Winnie. Đông Nhi và ông Cao Thắng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đời thường của gia đình mình lên mạng xã hội. Tổ ấm hạnh phúc của cặp đôi được nhiều khán giả ngưỡng mộ và thán phục. Nếu anh em thấy hay, đừng quên cho tôi một like, chia sẻ, comment và đừng quên ấn đăng ký và chuông. Tạm biệt.